Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Seven News. Bản tin hôm nay với những nội dung đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sự việc xảy ra trên một tuyến đường ở thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc. Trong clip, một chiếc xe ô tô đang di chuyển qua ngã tư thì bất ngờ lao xuống hố tử thần ở giữa đường. Được biết, con đường đã bị sụp chỉ vài phút trước khi chiếc xe này đi qua người lái xe đã không chú ý và không kịp tránh hố sụp. Ngay sau đó, tài xế ô tô đã được người đi đường giải cứu và đưa tới bệnh viện. Theo nhận định ban đầu, do khu vực này có mưa lớn khiến cho đoạn đường bị sạt lở tạo thành hố tử thần. Cảnh sát sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường để kéo chiếc xe lên. Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người thể hiện sự kinh ngạc về vụ việc thông qua bình luận để lại. Tôi xem đi xem lại mấy lần mà vẫn ngỡ đoạn clip chỉ là phim hoạt hình hay đồ họa gì đó. Ôi nhìn như hố tử thần, tài xế nằm bên dưới như diễn viên nam chính bị kẹt lại trong chiếc hố. Anh ta không nhìn thấy cái hố khổng lồ đó à, là thật. Lẻn vào tiệm tạp hóa trộm hai thùng bia Sáng ngày 8 tháng 6, chị Cẩm Nguyên, ngủ tại tỉnh Bạc Liêu cho biết cửa hàng tạp hóa của gia đình chị vừa bị lấy trộm hai thùng bia. Sự việc xảy ra vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 7 tháng 6 và được camera an ninh ghi lại. Theo hình ảnh từ camera, vào thời gian kể trên, hai nam thanh niên đi trên chiếc xe máy. Khi đi ngang tiệm tạp hóa, phát hiện phía bên trong không có người nên quay đầu xe, dừng cách cửa hàng khoảng 20 mét. Sau đó, nam thanh niên cầm lái bước xuống đi nhanh về phía cửa hàng, lẻn vào trong, nẫn hai thùng bia. Lúc này, chị Nguyên vừa đi công việc về, liền kêu người nhà thì mới phát hiện bị trộm, nhưng hai người đã nhanh chóng tẩu thoát. Bức xúc với sự việc kể trên, chị Nguyên đã đăng tải đoạn clip lên mạng nhằm để mọi người cảnh giác với hành động của những kẻ trộm liều lĩnh tương tự. Va chạm với ô tô con, xe tải mất lái đâm vào cabin trạm thu phí. Chiều ngày 7 tháng 6, công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, ông Nguyễn Phong Hải, sinh năm 1972, trú thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển xe tải chở đất lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi chuẩn bị đi vào vị trí đặt trạm thu phí Phú Bài, tuyến quốc lộ 1A đi qua địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, xe tải do ông Hải điều khiển bất ngờ va chạm với ô tô 7 chỗ do ông B, sinh năm 1985, trú Nghệ An điều khiển, đang dừng phía trước cùng chiều, chờ qua trạm thu phí. Tiếp đó ô tô tải tiếp tục lao về bên trái, phi lên lề, tông vào cabin của làng thu phí tự động. Vụ tai nạn may mắn không có thương tích về người, nhưng hai phương tiện và một cabin thu phí tự động của trạm thu phí Phú Bài cùng các thiết bị bên trong bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Xe taxi lật ngửa khi tông đổ cột đèn, tài xế bị thương nhẹ. Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 8 tháng 6 tại km 4 quốc lộ 70 thuộc địa phận tổ 30, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu. Theo đó, xe taxi do tài xế Trần Văn Tê, sinh năm 1977, trú tại Lào Cai điều khiển, di chuyển theo hướng từ thành phố Lào Cai đi xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng. Do không làm chủ được tốc độ, xe đã lao lên giải phân cách cứng, đâm đổ cột đèn chiếu sáng rồi lật ngửa. Hậu quả, xe taxi bị hư hại nặng, phần đầu vỡ nát, rất may tài xế bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân. Bố soi đèn để con đánh nạn nhân đến chết ở Hà Nội Ngày 8 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bố con bị cáo Vũ Văn Khanh sinh năm 1962 và Vũ Xuân Được sinh năm 1999, lần lượt mức án 8 và 13 năm tù về tội giết người. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2022, Ông Vũ Văn Khanh thấy nhóm thợ đang thi công công trình xây dựng nhà ở của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và bất động sản Tân Thịnh trên thửa đất liền kề nhà mình. Ông Khanh ra nói với nhóm thợ về việc đất có tranh chấp, đề nghị dừng thi công thì anh Nguyễn Văn Mạnh là thợ xây không nghe, chửi tục và có thái độ thách thức nên ông Khanh bỏ về nhà. Khoảng 18 giờ 30 ngày 13 tháng 12 năm 2022, ông Khanh kể lại vụ việc cho con trai là được nghe. Do bức xúc, bị cáo được đã lấy một thanh tiếp sắt và một đèn pin chạy ra khu vực công trình xây dựng để tìm đánh anh Mạnh. Người cha cố càng ngăn nhưng con trai không nghe, nói kệ con. Nên ông Khanh đã đi theo được ra chỗ công trình xây dựng. Đến nơi được đưa đèn pin cho bố cầm. Khi thấy anh Mạnh trong láng tạm đi ra, ông Khanh bật đèn pin soi liên tục vào vùng ngực của anh Mạnh. Trong khi đó, bị cáo được cầm tiếp sắt đánh liên tiếp bốn phát trúng vào vùng vai, cánh tay, lưng và sườn trái của anh Mạnh, làm nạn nhân bị thương, dẫn đến mất máu cấp và tử vong sau đó. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, được đến cơ quan công an đầu thú. Cùng ngày, ông Khanh bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng đại diện phía bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bố con ông Khanh. Đi mua băng cá nhân, thanh niên mệt mỏi vì gặp trúng nhân viên mê diễn hài. Khi cuộc đời thật chớ trêu thích diễn hài, nhưng đẩy đưa đi bán thuốc Tây. Anh nhân viên 49 gặp vị khách mua thuốc 50, rồi cuối cùng ai nhây hơn người đó thắng. Theo đó, một anh trai đến tiệm thuốc Tây mua một vài miếng băng cá nhân, Thế nhưng khi đến đây thì lại gặp ngay anh nhân viên quầy thuốc này có cái tính rất tấu hài. Đón khách bằng hành động chết như nước cất. Một tay vỗ mạnh vào ngực, miệng thì giỏng dạc to tiếng như mắng vào mặt của khách. Tuy nhiên anh khách cũng không có vừa, khi thấy anh nhân viên lầy với mình thì ngay lập tức anh cũng nhây lại với một loạt hành động khiến cho anh nhân viên chỉ biết năn nỉ. Thôi em giỡn. Nhiều người khi xem cũng phải cười không nhặt được mồm với anh nhân viên. Người ta còn cho rằng nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà gặp anh cười thì khỏi cần mua thuốc luôn. Một số bình luận đáng chú ý mà dân tình để lại. Ai bị nhức răng qua anh này mua thuốc chắc cười bay cả hàm ra ngoài luôn quá. May chỉ là dược sĩ thôi chứ anh mà là bác sĩ mổ thì chắc bệnh nhân có mà cười lòi ruột ra ngoài. Bốn người dân chật vật khiên cá mú khổng lồ nặng 154kg vào bờ. Cảnh tượng này được ghi lại tại một bờ biển tại Philippines và được người dân quay lại được trong clip, một con cá khủng cột vào hai thanh tre đang được bốn người đàn ông khiêng vào bờ. Nhiều người dân có mặt tại thời điểm đó đã tỏ ra vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một con cá to như vậy. Reynan Alejandro cho biết, bốn ngư dân đã mang con vật vào chợ cá rồi cân nó. Con cá mú khổng lồ nặng đến hơn 154 kg. Con vật mắc câu ngoài khơi, cách Nara, tỉnh Palawa, Philippines vài dặm. Tôi và bạn của mình đều bị sốc vì đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một con cá lớn như thế. Có vẻ như nó có thể nhét được một người vào trong bụng, Renan Alejandro cho biết. Cá mú khổng lồ là loài cá hết sức to lớn, chúng có thể phát triển chiều dài đến 8,2m và nặng 362kg. Cá mú khổng lồ ăn động vật giáp sát, cá, bạch tuột, rùa biển chưa trưởng thành, thậm chí có thể săn cả cá mập. sốc, nhân viên nhà hàng bị bắt quả tang vắt nước dẻ lâu vào nồi nấu mì. Đoạn video được quay vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 6 vừa qua tại chi nhánh chính Betu của Jimmy Bip Noodle, Đài Bắc, Đài Loan. Trong đoạn video, một người nhân viên đang dùng dẻ lâu bàn, sau đó vắt nước vào nồi nước nấu mì. Nhân viên giao đồ ăn có tên Shin Chen đã tình cờ chứng kiến và quay video đăng tải lên trên Facebook. Sự việc sau đó đã gây phẫn nộ trong dư luận đám đông cư dân mạng đã tràn vào đánh giá cửa hàng một sao trên Google, kéo xếp hạng tổng của nhà hàng trên Google Reviews xuống chỉ còn 1,7 sao. Chủ nhà hàng là ông Su, hôm ngày 5 tháng 6 đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khách hàng. Theo hãng tin CNA, ông Su cho biết sau khi tiến hành điều tra nội bộ, nhà hàng xác định hành vi của nhân viên trong đoạn video là sơ suất cá nhân ông su nói thêm rằng nhân viên phạm lỗi đã không trả lời trung thực khi lần đầu tiên bị hỏi về sự việc với tư cách là chủ sở hữu ông cam kết chịu mọi trách nhiệm chi nhánh này đã tạm thời đóng cửa sau sự việc ông cam kết trong tương lai công tác giáo dục và đào tạo nhân viên nội bộ sẽ được tăng cường bên cạnh đó cửa hàng cũng sẽ liên hệ với cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chủ nhân nhà hàng cho biết quán mì bò của ông đã hoạt động ở thành phố Đài Bắc hơn 30 năm và chưa hề xảy ra bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an toàn thực phẩm. Vụ 30 anh em hành hung bạn học, thêm một học sinh bị đánh nhưng nhà trường giấu nhẹm. Ngày 8 tháng 6 có mặt tại xã Hưng Thủy, nhiều phụ huynh học sinh phản ánh vào giữa tháng 4, có một học sinh tên H lớp 9C cũng bị 6 bạn học trong lớp này đánh hội đồng trên đầu, khiến học sinh này hoảng loạn gần một tuần. Ông Đinh Như Sơn, sinh năm 1972, ở xã Hưng Thủy cho biết, cháu H là con trai tôi, học ở trường trung học cơ sở Hưng Thủy, cùng lớp với cháu V, bị 30 bạn hành hung. Trước đó vào giữa tháng 4, con tôi thắc mắc vì sao trống đánh sớm giờ vào học, Lập tức có sáu bạn cùng lớp cao to hơn con trai tôi đánh phủ đầu, cháu hoảng loạn chạy về nhà. Sự việc sau đó được gia đình trình báo hiệu trưởng nhưng không được xử lý thỏa đáng mà con tôi còn bị hạ hạnh kiểm từ tốt xuống khá. Cháu hát cho biết, khi bị đánh vì đau quá nên cháu ôm đầu chạy về nhà thì hiệu trưởng la mắng, còn các bạn kia không bị xử lý nghiêm, sau đó còn đe dọa cháu. Ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy cho biết, vụ cháu hát bị đánh, nhà trường không báo cáo với địa phương. Trở lại vụ việc cháu V bị 30 bạn hành hung, tâm thần hoảng loạn. Hôm 3 tháng 6, nay phải nhập bệnh viện Trung ương Huế để điều trị sang chấn tâm lý. Ông Thuấn cho biết, đến nay ban giám hiệu nhà trường chưa có một văn bản báo cáo chính thức với Ủy ban Nhân dân xã để địa phương có hướng báo cáo xử lý đúng trình tự. Quay clip ở khu quân sự nữ buổi sáng sớm, nhìn tưởng như đang chuẩn bị rút dâu. Quân sự là khóa học bắt buộc mà mọi sinh viên đều phải trải qua với những ngày rèn luyện cùng súng đạn và kiến thức về an ninh quốc phòng. Đối với các bạn nam thì bình thường, nhưng với các bạn nữ thì đó là cả một quá trình rong rủi với cái nắng gay gắt. Mới đây một đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cho chị em cũng thấy được hình ảnh của mình thời sinh viên. Theo đó lúc này tầm đâu đó khoảng 4 giờ sáng, các bạn nữ đã phải dậy, nhưng người ta dậy để chuẩn bị tư trang huấn luyện còn phải đẹp thì dậy để chuẩn bị phấn son lên mặt. Nhìn khung cảnh không khác gì đàn trai chuẩn bị rước dâu hay đàn gái đang lên đồ chuẩn bị đón nhà trai sang. Nhưng mà nói thế thôi, bởi vì thời tiết quá nắng gắt nên các bạn nữ sinh khi đi huấn luyện sợ đen da và việc thoa kem chống nắng đánh phấn dưỡng da là việc làm đầu tiên khi bắt đầu cho một ngày huấn luyện ngoài trời. Nhiều người khi thấy cảnh này đều đặt slogan vô cùng cảm lạnh cho các bạn nữ Gen Z khi làm cô gái mở đường. Chống nắng trước đã rồi chống giặc sau. Đánh phấn trước rồi hẳn đi đánh địch. Hay là kẻ mắt trước kẻ thù sau. Đoạt clip vô cùng tấu hài của các cô gái trẻ trong khu quân sự đã khiến nhiều người buồn cười mà nói ra trận trước tiên là phải đẹp. Thấy đẹp gái địch tự khắc buông súng đầu hàng. Mỗi cầu thủ dự quân cấp nữ 2023 nhận gần 700 triệu đồng. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA lần đầu tiên đảm bảo mỗi cầu thủ dự quân cấp 2023 nhận ít nhất 30.000 đô la, tương đương gần 700 triệu đồng. Đây là động thái đột phá của FIFA trong việc giải ngân số tiền thưởng cho các cá nhân cầu thủ, thay vì Liên đoàn bóng đá có đội tuyển dự giải. Mức thưởng 30.000 đô la năm nay cao hơn gấp đôi lương trung bình 14.000 đô la một nữ cầu thủ được nhận mỗi năm, theo khảo sát của FIFA năm 2022 tiền thưởng cho mỗi cầu thủ nằm trong gói thưởng 110 triệu đô la mà FIFA công bố hồi tháng 3 năm 2023 và không liên quan đến tiền thưởng cho các đội dự quân cấp năm 2023. Đội vô địch sẽ nhận 4,29 triệu đô la, khoảng 100 tỷ đồng, còn các đội dừng bước ở vòng bảng kiếm được 1,56 triệu đô la, khoảng 36 tỷ đồng. Quỹ thưởng quân cấp 2023 cao hơn 3 lần giải năm 2019 30 triệu đô la. Mỹ nhà vô địch năm 2019 nhận 4 triệu đô la, trong khi 8 đội dừng bước ở vòng bảng nhận 750.000 đô la mỗi đội. Bên cạnh quỹ thưởng, FIFA dành 42 triệu đô la chi trả cho sự chuẩn bị của các đội tuyển dự giải và quyền lợi câu lạc bộ có cầu thủ tham gia. Khoảng này năm 2019 là 20 triệu đô la. FIFA hy vọng số tiền mà các liên đoàn có đội dự quân cấp năm 2023 sẽ được tái đầu tư vào các hoạt động bóng đá, bao gồm phát triển đội ngũ huấn luyện viên, các dự án đội tuyển trẻ và chương trình nâng cao năng lực bóng đá nữ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.